nhiều ông ấy, nhiều ông CDR không cao được của mình, không cao được giống như mình ấy, phát bắt đầu là kiểu cứ nghĩ là kiểu CDR cao này toàn click tặc, nhưng thật đấy mẹ chuyển đổi. Và trong 10 triệu rưỡi này vừa rồi mình chạy cả BTIT, và mình chạy BTIT nuôi nó có chương trình là khi mình chạy được doanh số tầm tầm trên 50 triệu, nuôi mình chạy được gần 100 triệu thì mình cũng được quà từ BTIT đó. Ok. Ok, thực tế là về Petrofit thì anh em có thể là hỏi đáp đi. Và chắc là trong buổi hôm nay thì nó cực kỳ bị giới hạn thời gian, nên mình sẽ là chắc bây giờ đến phần Q&A và mình sẽ giải đáp tất cả những câu hỏi, cả từ lúc đầu cho đến bây giờ ấy. Vì nó bị giới hạn thời gian nên chắc chắn một điều mình sẽ không thể chia sẻ chuyên sâu, chia sẻ những cái chi tiết cho anh em được. Vì chia sẻ thật là thực tế mình đang hợp tác cùng một bạn khác nữa tên là Hoàng Nam, và bên mình cũng có khóa coaching 1 năm, và chắc chắn một điều khóa đấy thì mình sẽ chia sẻ những cái như thế này và chia sẻ chuyên sâu hơn cho tất cả những em trong cộng đồng đấy. Vì anh em hình dung ấy, tư duy của mình ấy là mình luôn muốn chia sẻ cho tất cả những người khác, nếu mà họ phải bằng mình hoặc là hơn mình, nếu mà họ làm nhiều hơn mình, họ làm tốt hơn mình, chắc chắn điều họ sẽ hơn mình thôi, là chuyện bình thường. Em hình dung không? Và cũng như là biết là một chuyện, làm một chuyện khác đúng không ạ? Những cái này mình đều chia sẻ miễn phí rất nhiều luôn đấy, nhưng thử hỏi xem đã được bao nhiêu người họ làm gọi là đủ đủ để cho họ trở thành một cái thói quen. Ok, chắc là thế, bắt đầu tiếp đến phần Q&A nhỉ? Phần hỏi đáp hoặc là những phần tiếp theo của chương trình đi, vì thế là chắc là bị cháy 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 tham này rồi. Ok, cảm Alo ơn anh Giang. Anh em cảm ơn anh Giang quá nhỉ. Đấy, như anh Giang chia sẻ, muốn chia sẻ chuyên sâu từng mảng một ấy, thì mỗi bữa phải dành cho anh Giang thêm 3 tiếng nữa thì mới đánh đánh từng sâu từng mảng một. Không sao, bây giờ anh em cứ có những câu hỏi thắc mắc gì về cái chia quá sẻ của anh Giang cũng như là anh Hùng thì mọi người comment đi để mình cũng như là anh em Meta Work ghim lại, ghim cái màn hình để anh ừ. Hùng cũng như anh Giang giải đáp cho mọi người. Ở trên có rất nhiều câu hỏi đấy. Vừa nãy lúc anh chia sẻ thì anh chưa trả lời được. Còn nếu mà bình thường ấy, bình thường mình zoom ấy thì mình sẽ trong lúc mình zoom ấy mình trả lời luôn ấy. Đó, mình toàn thế thôi. Nếu xét chiến dịch mọi người hỏi thì hỏi ở đây sẽ có 3 người nhé, mọi người hỏi chỉ đích là ai thôi nhé, hoặc là nếu mà câu hỏi nào chung thì anh em cứ tag cả 3 người vào cũng được. Ở trên có rất nhiều câu hỏi đấy, thế ạ, thế đây, thế chọn đấy. Ở trên này đầy câu hỏi, nếu xét chiến dịch thành công nhưng 2 3 hôm chưa hiển thị hay click gì thì fix sao. Thực tế là đấy là về Petrific thì nó có rất nhiều loại, về Facebook hay Google hay TikTok thì Đặng Hoàng Long bạn phải hỏi cụ thể là cái gì ấy. Còn nếu mà về chung chung ấy, nếu xét chiến dịch thành công nhưng 2 3 hôm chưa hiển thị hay click, dù về Google chẳng hạn nhá, về Google 2 3 hôm chưa hiển thị chẳng hạn, thì có thể là giống như Hùng chia sẻ ấy, là những cái từ khóa đấy ấy, từ khóa mà bạn chạy ấy, nó bị cạnh tranh cao. Cạnh tranh cao thì sao, thì bạn sẽ cần phải có ngân sách lớn, hoặc là bạn sẽ phải có nhiều cái mẹo thủ thuật hơn để chúng ta có thể là có hiển thị. Vì kế giống như trong ngách crypto chẳng hạn, nếu mà ông nào có ngân sách mà chưa đủ lớn ấy, cực kỳ khó cạnh tranh với những ông mà tiền tỷ, đảm bảo luôn đó. Ok, có câu hỏi của bạn Hoàng Khải này. Kênh nào đang là hiệu quả cho người mới bắt đầu làm affiliate? Ok, thì để mời anh Hùng nhỉ, mời anh Hùng chia sẻ cho bạn Hoàng Khải cũng như là chia sẻ cho anh em. Ok, hello anh em nhé. Thì nếu mà kênh nào mà để hiệu quả cho người mới làm affiliate thì phải xem là làm về cái mảng nào đã, đúng không? Nhưng mà nếu mà làm về cái mảng về đầu tư với cả mảng về tài chính nói chung ấy, thì mình nghĩ vẫn là những cái kênh liên quan đến, thứ nhất là vẫn là kênh về traffic, nó vẫn luôn luôn là cái ra hiệu quả nhanh, đúng không? Ví dụ như là kênh Google Ads, đúng không? Đó, thì tuy nhiên thì cái tư duy nó sẽ khác một chút. Ví dụ như là các cái ngách hay là các cái sản phẩm mà nó đã quá là phổ biến rồi, đúng không? Đã quá nhiều người biết và người ta chạy rồi. Ví dụ như là Binance, ví dụ như mảng crypto đi, các cái sàn như kiểu Binance, Bybit hay là Bitget, các kiểu ấy, khi mà người ta đã quá biết đến nó cũng rất là nhiều rồi, thì nếu mà mình lại chọn kênh Google Ads thì nó cực kỳ cạnh tranh và khó cho người mới. Nếu mà người mới ấy, mà chọn kênh Google Ads để ra hiệu quả nhanh ấy, thì bạn nên chọn những cái sàn hoặc là những cái sản phẩm mà nó chưa gọi là chưa bị FOMO quá nhiều bởi thị trường, đúng không? Hoặc là cái ngách mà nó ít được mọi người biết tới, đúng không? Kênh Google Ads thì nói thật là nó vẫn là kênh rất là ngon và rất là nhiều anh em làm cái mảng global đã chọn kênh Google Ads và thành công rồi, nên là mình không không phải nói nữa. Và đặc thù là
Và đặc biệt là ví dụ như trong cái mảng như kiểu mảng về hip đi, tức là các mảng về các cái sản phẩm gọi là đầu tư ấy, thì kênh đấy vẫn rất là ngon, cái vụ hip vẫn rất là ngon, và đặc thù của anh em chạy trong cái mảng đấy nó gần như là kiểu là liên tục là tìm những cái sản phẩm mới đúng không, tìm những cái chiến dịch mới, và anh em chạy kênh Google Ads đó vẫn vẫn rất là ok. Tương tự như thế bạn có thể áp dụng cho cái tư duy khi bạn chạy các cái mảng về sàn crypto, ví dụ có một cái sàn nào nó mới mà nó bạn thấy là nó đang rất là tiềm năng, volume nó bắt đầu nó đẩy lên đúng không, thì bạn có thể lựa chọn để bạn chạy kênh Google Ads thay vì tập trung vào những cái sàn mà nó bị FOMO quá là nhiều đấy. Ngoài ra thì để mà anh em người mới bắt đầu ấy, thì rõ ràng là luôn luôn có cái kênh về website cũng như là tạo content đúng không, tạo content trên các cái kênh như là TikTok, thậm chí là bạn tạo các cái dạng về cộng đồng đúng không, tạo về build cộng đồng trên Telegram nó cũng là một cách rất là ok. Ví dụ như bạn có thể tạo các cái cộng đồng trên Telegram về cái mảng về Aerob đúng không, Aerob là luôn luôn là một cái ngách rất là ngon trong cái mảng về crypto, và bạn có hoàn toàn có thể là dùng các cái tool để mà bạn có thể kéo member cho cái cộng đồng Telegram đó. Và mình đã thử test với cả cái mô hình đấy nhá, và mình thấy là nhiều khi nó còn rẻ hơn, cái giá cho một user nó còn rẻ hơn việc là mình chạy quảng cáo đấy. Thì đó là một cách để mà những cái bạn người mới bạn có thể thử với cái mảng về các cái kênh về feature fix, mình thấy nó ok đó. Thì hôm nay thì buổi đặc thù của ngày hôm nay thì nó đi sâu vào cái mảng về đầu tư tài chính cũng như là cái mảng về crypto, nên mình sẽ share sâu hơn vào cái ngách này thôi. Còn tùy vào cái việc là các cái ngách khác, Affiliate nó rất là rộng, và tùy vào cái ngách khác thì nó sẽ có những cái kênh traffic khác nhau, thì đấy là mình cũng phải 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 rõ với nhau là như thế đó. Thì đấy là câu trả lời của mình ha. Ok, cảm ơn anh Hùng. Câu hỏi tiếp theo của Thu An, Bùi Thu An rất hay nhá. Là theo anh Giang thì cái yếu tố nào quan trọng nhất trên cái con đường làm affiliate này và theo cái hướng đi xa và bền? Lô rồi thì như mình chia sẻ, free traffic sẽ giúp mình có bền, giúp mình bền hơn, và anh em nên tạo cho mình một cái tài sản số đấy, một kênh YouTube hoặc một website, một kênh TikTok, em hiểu không? Không những tài sản số giúp anh kiếm được tiền mà giúp anh em phát triển bản thân nữa. Đây, YouTube giúp mình được nói, con người mà luôn muốn được nói. Đấy, và yếu tố quan trọng nhất trong con đường làm phía này thì theo anh Giang là gì? Và để sao khi mình thất nghiệp ấy, ngày 29 hay 21 mình thất nghiệp, để bây giờ mình mới gọi là sống thoải mái trên Hà Nội, là chính là cái mình thấy là tính cách vì em mình dùng ấy, là dù mình không thất nghiệp thì mình vẫn là cái tinh thần tự học của mình và chăm chỉ của mình ấy. Đấy. Vì giống như mình chia sẻ là trước khi mình thất nghiệp thì mình cũng khi mà hết hết giờ làm việc đúng không, mình vẫn ở lại làm và làm, và chính vì thế mình lại được thêm thêm kỹ năng, thêm kinh nghiệm, thêm trải nghiệm. Nên anh em cố gắng là với là anh em phải có tư duy là làm, tóm lại là đừng ngồi đấy nghĩ nhiều. Bây giờ ấy, như mình chia sẻ là nhiều ông sợ sợ làm YouTube là tôi sợ nói không ai đúng không, tôi sợ sâu mặt thế này thế nọ đúng không. Nói thật đấy, video đầu tiên có ông thế đúng không, nhưng video thứ hai ấy, chắc chắn một điều sẽ tốt hơn video thứ nhất, và chắc chắn khi anh em làm đến video thứ 50, video thứ 100 ấy, em ạ, mình đảm bảo luôn trình độ của anh em ấy kiểu gì cũng một đẳng cấp khác luôn, chắc chắn một điều như thế. Bây giờ mình làm hàng trăm video rồi ấy, mình mới dám chém gió như thế đúng không. Đây, bây giờ mình có quy trình rồi, có bị mẫu rồi. Đợt trước ấy mình có mất một ngày để làm một video, vì sao? Video đấy mình cũng giống như các bạn phải trau chuốt, ui ơi sâu mặt rồi slide sờ lủng ui ơi. Còn bây giờ ấy tôi nhanh gọn lẹ vì tôi còn rất nhiều công việc khác nữa. Em hình dung ạ, làm vì cứ làm nhiều thì mới có trải nghiệm nhiều nó thành kinh nghiệm nhiều sẽ thành kỹ năng tốt, tiền tự đến, em hình dung ạ. Nên bây giờ mình tự tin ý, đi đâu mình cũng sống được. Vì sao? Free traffic, pay traffic, thật tôi tự học được hết, tôi test tôi làm hết. Nhưng tóm lại là mình cũng nên có đội nhóm nữa, đội nhóm để gọi như là nhiều lúc tâm sự buồn chẳng hạn, cô đơn tâm sự với nhau để anh em còn khích lệ tinh thần, chứ đợt trước mình toàn làm mình, ui, suốt ngày thì dậy dậy phát quay video. À mà đợt trước mình thuê phòng trọ đâu mà nhà nhà hàng xóm ấy, mình toàn quay video sau 12 giờ đêm. Lý do tại sao mình quay video sau 12 giờ đêm, vì nhà hàng xóm nuôi chó, mà nuôi chó ấy sau 12 giờ đêm nó vẫn sủa, mẹ trong video vẫn có tiếng sủa bình thường, nên lúc ấy mình toàn là quay video sau 12 giờ đêm và ban ngày mình đi chỉnh sửa video, và cứ lặp lặp đi lặp lại như thế. Và tóm lại là nếu mà anh em, và cũng một cái là mình kiểu như là cũng may mắn là mình chưa có người yêu, nên chính vì thế mình tập trung toàn thời gian như thế này, anh em mình đúng không? Ok, tiếp câu hỏi tiếp theo thì thấy rồi. Ok, anh em đặt tiếp câu hỏi đi, chia sẻ rất là hay của anh Giang. Nhiều câu hỏi ở phía trên nhỉ, giúp nhìn đây này, đây đây câu hỏi phía trên đây luôn này. Em thấy anh Giang nhiều năng lượng không?
Thực tế là cái mình dù chia sẻ miễn phí hay mất phí cái gì mình đào tạo nó đều như thế hết nhá. Đây có rất nhiều câu hỏi phía trên này, là giống như là nếu xét điểm SEO YouTube làm sao để tiếp cận có bạn Đặng Văn Di này, SEO YouTube làm sao để tiếp cận đối tượng khách hàng thành công. Thực tế là khi mình làm bất kỳ một nền tảng nào nhá, thì mình sẽ nghiên cứu cái, thực tế ở trên trên YouTube này các thầy đều chia sẻ là chúng ta phải nghiên cứu từ khóa thành rồi chia bộ từ khóa các kiểu đúng không, nhưng tư duy của mình là tư duy hành động, tư duy làm ấy. Tóm lại là bây giờ tôi là tư duy affiliate đúng không, mà ở trong buổi này affiliate crypto đúng không, thì sao, thì bây giờ cứ chọn sàn giao dịch mà chơi thôi. Đây đăng ký sàn Mainland đúng không, có link affiliate sàn Mainland rồi, trên MetaQuốc cũng có chương trình affiliate rồi, vào đăng ký rồi xong lấy link affiliate, và bây giờ chúng ta có link affiliate rồi, vì affiliate marketing chính là tiếp thị liên kết, thì gần như đường link chính là quan trọng nhất. Vì anh em mình dối, anh em rất nhiều biết biết rất nhiều nền tảng trên thế giới, nhưng anh em không lấy được đường link affiliate thì cũng về cũng bằng không, em mình dùng ạ, biết là một chuyện đấy, còn cái đường link affiliate nó mới quan trọng. Bây giờ ấy mình làm affiliate tôi biết đến cái từ khóa gì, nền tảng gì đúng không, điều đầu tiên là làm sao để lấy đường link affiliate, và bắt đầu tôi áp dụng hết tất cả những cái nền tảng cộng đồng của tôi, tất cả mọi thứ nào là ví dụ như mình nhá, mình có đường link affiliate sàn Mainland đúng không, đó là, bắt đầu là tôi làm video trên trên YouTube cách đăng ký sàn Mainland trên điện thoại trên máy tính đó, chi tiết luôn cách đăng ký và KYC xác minh danh tính, KYC cơ bản, hoặc là nếu mà anh em đỉnh cao hơn thì dùng làm một chuỗi series từ đầu cuối, series giống như series của mình đấy, mình chưa hoàn thành đấy, series đầu tiên là giới thiệu về chuỗi series về sàn Mainland, cách series thứ hai là Mainland là gì, ưu nhược điểm của sàn Mainland so với các sàn giao dịch crypto khác, video thứ ba là cách đăng ký sàn Mainland, video thứ tư là cách nạp tiền, rút tiền trên sàn Mainland, video thứ tư là cách kiếm tiền trên sàn Mainland, video năm là sàn Mainland có lừa đảo không, sàn Mainland có uy tín không, em hiểu không? Đó, và khi mình làm một chuỗi series video về sàn Mainland ok đúng không, thì sao tiếp theo đến sàn Mech, sàn Bitget, sàn Huobi đó, những sàn khác thì sao, có gì đâu, nó như thế, em mình dùng không? Ok có thể kiếm gì, câu hỏi đấy, câu hỏi của bạn Quỳnh Trần hay Hỏi sao? Quỳnh Trần có thể kiểm tra được từ khóa nào mình đưa vào keyword click nhiều nhất và cái chi phí cho từ khóa đó như thế nào không à? Trên keyword bên N có gợi ý đấy, gợi ý chi phí tối thiểu trên đầu trang đấy, nhưng tất nhiên đấy nó chỉ mang tính tương đối đấy. Cái đấy nó chỉ là cộng lại tất cả những CPC trung bình của tất cả những người chạy quảng cáo của cái từ khóa đấy, nó chỉ mang tính tương đối thôi nhé, chứ nó không chính xác. Trong keyword planner có đấy bạn, keyword planner luôn. Ok, để nhờ anh Hùng chia sẻ giải thích cho bạn Nga Lý một câu là cho em hỏi là khi em lên nhiều chiến dịch trên một tài khoản Google ấy thì nó có bị ảnh hưởng nhiều đến cái phân phối không? Có theo theo anh này thì nếu mà em lên về cái mảng về vi phạm chính sách nhá, thì nếu mà lên nhiều nhiều chiến dịch trên một cái tài khoản thì tất nhiên là nó sẽ tăng cái tỷ lệ tài khoản chết nhanh hơn rồi, đấy là rõ ràng đúng không? Còn nếu mà tài khoản mà chạy các cái sản phẩm sạch thì rõ ràng nó chả về cơ bản nó chả ảnh hưởng gì, đúng không? Đấy là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai nữa là nếu mà mình mà anh em nào mà có thói quen mà lên nhiều cam trên một cái tài khoản thì anh em lưu ý là không không nên lên hai cam với cùng một cái link nhá, cùng một cái link affiliate mà lên hai cam thì nó sẽ Google nó sẽ đánh giá chúng ta là gì ạ? Cạnh tranh không lành mạnh đúng không? Chúng ta không thể là copy, không thể scale lên bằng cách là nhân bản cam ra được, không thể scale bằng cách nhân bản cam và cùng một cái link affiliate thì anh em không nên làm thế. Mà scale trên Google thì anh em sẽ scale bằng cách là thứ nhất là tăng CPC để mà tăng cái lượt hiển thị và tăng tỷ lệ cắn tiền, và thứ hai là tăng ngân sách đó, thì đơn giản là như vậy thôi, và anh em nên chú ý nó là như thế đó, thì trả lời ngắn gọn cho anh em thôi. Anh Đặng Ngọc San à, cho mình hỏi là triển khai nội dung YouTube hoặc TikTok chạy chuyển đổi, mình đo cái lượt click bao nhiêu thì ra hiệu quả? Ok, mời anh Hoàng Giang chia sẻ cho anh San cũng như anh em. Chia sẻ thật với anh em ấy, mình chưa chạy YouTube chuyển đổi bao giờ. Còn lúc trước ấy, cách đây hơn một năm, như vừa nãy mình chia sẻ ấy, là TikTok mình cũng chạy chuyển đổi, nó giống như kiểu Facebook, còn bây giờ mình không biết. Còn chia sẻ chung chung cho anh em, kiểu như là bảo như là mình đo lượt click bao nhiêu thì tùy vào sản phẩm của anh em chứ. Đùa thôi mà. Bây giờ làm sao mà ông không hỏi sản phẩm của ông thì làm sao biết là giá sản phẩm như thế nào để đo lượt click. Còn chắc chắn một điều ấy, anh em luôn phải có tư duy là test, 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 test. Nói rồi đấy, ông Giang nói thế rồi. Chứ còn các bố test ấy, các bố lại ra kết quả khác có gì đâu, và khi các bố test ấy thì các bố mới biết được nó như thế nào, hình dung ạ. Đấy tư duy test 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 test,
Tức là với một cái sản phẩm đó thì mình sẽ bỏ ra bao nhiêu chi phí thì mình có thể test đấy, xem là nó có thể win không em mình dùng ạ. Còn tất nhiên là dụ như mình chia sẻ những cái khóa mà đào tạo chuyên sâu của mình thì mình sẽ dùng tiền ra mình test trước, thì các bố là dùng đòn bẩy của giảng viên, dùng tiền của giảng viên để test. Nhưng tóm lại là em cũng mình cũng chỉ là một người thôi thì làm sao mình có thể test được hết tất cả sản phẩm được, đúng không ạ? Đó. Dù như là mình chạy con BT chẳng hạn, mình đo lượt click bao nhiêu, TikTok chạy chuyển đổi đó nhỉ, BT mình chạy Google App cái thứ chứ mình chuyển đổi nên tôi không đo được nhá, không đo được, không biết thì nói không biết thôi, không chịu gió nhiều. Ok chưa? Ok đấy. Khó khăn của các bạn khi chạy mảng thường là gì ạ? Khó khăn hình chung của anh em là không làm thôi, nghe case study nghe nó hay hay nhưng mà không bắt tay thì nó là khó khăn rồi đúng không? Nên là cái quan trọng trước tiên là chúng ta phải tự push mình lên, tự đẩy động lực cho mình và chúng ta bắt đầu làm. Nghe anh Giang nói hay nhưng mà anh em cũng phải làm chứ đúng không? Không làm thì làm sao biết nó hay được. Ok, thì hôm nay là buổi webinar, cảm ơn anh Giang cũng như là anh Hùng tham gia cùng với MetaWorks chia sẻ cho những anh em về free traffic cũng như là một chút về paid traffic, những cái gọi là thứ nhất là những cái tư duy về mảng tư duy kiếm tiền ở free traffic cũng như là paid traffic, như là trên các cái kênh TikTok hoặc YouTube hoặc là Google. Ok, thì anh em comment cảm ơn anh Giang với anh Hùng một cái để sau này diễn giả còn tiếp tục chia sẻ đúng không? Sau này nếu mà chia sẻ trên Zoom này anh ạ, thì Đấy, tôi sau có này thể nhìn sẽ mặt đấy. đấy như 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 mong muốn của một bạn thì là sau này mời anh Giang với anh Hùng chia sẻ vào Zoom Zoom kín luôn. Đấy đúng không? Chia sẻ Zoom kín, từ những câu chuyện gì thầm kín chia sẻ riêng nó Thầm dễ kín dễ chia dàng hơn là sẻ một. với cả cái Với lại nhìn thấy public cái mặt nhau. Dù như ông nào không bật camera chẳng hạn, hỏi không trả lời. Thật. Ok anh em tham gia vào cái đường Zoom, đường link Zalo nhé của À, MetaWorks. Sau chưa này là có tài tổ khoản chấm kín thì sẽ ChatGPT chia sẻ cho anh à? em. ChatGPT thì anh em vào đường link này nhé, hoangvanzang.com Đấy. xịt tài khoản ChatGPT nhé. ChatGPT. Hình như hôm qua vừa rồi là ở bên Việt Nam là đăng ký được rồi mà, không phải fake IP nữa. Thực tế là hôm nay bị giới hạn thời gian nên mình không thể là show hết nhiều thứ, hoặc là mình có thể test cả ChatGPT luôn. ChatGPT ơi, ra đây tao hỏi này. Làm sao để ngày mai có người yêu đúng không? Làm sao ngày 14 tháng 2 đây đấy các bạn ở đây nhá. Thì thực tế là đây là những tài khoản ChatGPT mình sưu tầm ở trên các group hội nhóm để mình tổng hợp lại thôi đó. Tất nhiên là mình chia sẻ cái này cũng rất nhiều nên sẽ có những cái tài khoản họ đổi mật khẩu rồi, nên em có thể là lướt 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 xuống, em fake IP được xong, fake IP được xong vào đăng nhập vào chém như bình thường nhé. Hôm nay mình vừa test rồi vẫn đang ok nhé, những tài khoản, rất nhiều tài khoản đang ok nhé. Chứ anh em đừng bao giờ mua mấy tài khoản 50, 100.000 gì cả. Đấy. Đấy. Cái gì đâu. Miễn phí hết mà. Ok. Cảm ơn tất cả anh em nhé. Rồi ok, thế thì buổi webinar của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc, để cho diễn giả xem MU đúng không? Xem bóng đá. Đấy, dành ra 40 phút để chia sẻ cho chúng ta rồi dành phút. Ok, bye bye mọi người. Hẹn mọi Ok, cảm người ơn vào anh em cái nhé. webinar lần sau. Chào tất cả anh em nhé. Bye anh em. Ok. Bye anh Giang, bye anh Hùng, bye bye anh em. Chào Hùng, chào thế nhé.